Xin mời máy của An Mỹ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy Diệu Âm Tịnh Hải, con có bạn đồng tu, khi phóng sanh thường trì chú, niệm Phật, khai thị sân mới bắt đầu phóng sanh. Như vậy con xin hỏi bạn đồng tu làm như thế có đúng lý đúng pháp hay không? Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ ạ. Con xin thành kính tri ân và cảm niệm công đức của Thầy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Khi phóng sanh tụng chú rồi tụng kinh nội đều tốt hết, hoàn toàn không có gì sai pháp đâu chư vị. Nhưng mà ví dụ như chư vị mà làm lễ nhiều quá, nhiều khi những con cá nằm trong cái chậu đó nó chết đi cũng oan uổng, cũng tội nghiệp cho nó, cũng tội nghiệp cho nó. Cho nên thành ra là chư vị làm không ai nói rằng là mình sai pháp, nhưng mà mình có thể tìm những phương pháp nào mà nó hoàn hảo hơn, mình làm thì nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như chính Tịnh Hải này, hồi trước cũng làm như vậy, đem cá đem đồ nhốt 2-3 ngày xong rồi đem ra trong ta, thì một chỗ cá chỉ còn lại có vài chục con còn ngáp ngáp được, còn sống được, còn hầu hết bị chết hết. Và có những con cá nó bơi không nổi, nó cứ nó bập bền. Có nhiều người nói trời ơi, mình em mình thả cá nó vui quá, nó không có, nó mến mình cho nên nó không đi xa. Mà thực ra là những có nhiều khi những con cá nó mệt quá, nó sắp sửa nó chết rồi, nó bơi không nổi nữa mà nó bị tình trạng như vậy. Cho nên tình trạng này mới nói là nếu mà mình tụng kinh tụng chú đó sau khi mình thả xong thì nó hoàn hảo hơn. Tại vì nếu mình tụng kinh tụng chú, tại sao mình chỉ có chú nguyện cho những con cá nằm trong chậu đó mà những con cá ngoài sông tất cả đều đang bị nạn ở trên rồi, tại sao mình không có chú nguyện cho nó, mình không đem hồi hướng tất cả những công đức cho những con cá đang dưới sông, phải không chứ vậy? Rồi con ếch, con trùng, con chuột, những con khác đều là chúng sanh trong hàng súc sanh đang bị nạn. Như vậy thì tại sao chúng ta không mạnh dạn là thả liền cho người ta sống trước đi, rồi sau đó chúng ta làm một cái lễ tụng kinh tụng chú niệm Phật, làm tất cả gì để chú nguyện luôn cho tất cả chúng sanh nào có duyên, chúng sanh nào có duyên đều hưởng hết. Chứ tại sao chúng ta lại tại vì tôi bỏ tiền ra tôi mua cá này cho nên tôi chỉ chú nguyện cho cái con cá trong chậu, mà trong khi con cá nó trong từng phút từng giây để thả nó ra trong cái môi trường tự nhiên, nó không bị ngộp, nó không bị nạn nữa, nó mừng vô cùng. Xin thưa với chư vị, đây là cái mà khi đi hộ niệm rồi Tịnh Hải này phát hiện ra chỗ đó. Chính có những người mình hộ niệm nói tiếng Việt với nhau, khuyên nhau bằng tiếng mẹ, mà khuyên cả 10 năm người ta cũng không tin. Chấp vẫn là chấp, con người gọi là con vật trí linh, theo như nhà nho nói, con vật trí linh. Mà mình nói lơ nói xuống nhiều khi khang hầu bế cổ, mà con vật trí linh này vẫn mê như thường, không chịu tin. Thì con cá nó là loài súc sanh đã mê rồi mà cũng bắt nhốt trong những cái môi trường vô cùng là nghiệt ngã, đến nỗi có những con chịu không nổi phải chết, mà nó cũng đang chuẩn bị chết nữa trong cái không khí, cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn như vậy. Liệu nó có đón nhận cái chú nguyện của mình hay không? Nó có đón nhận những cái lời khai thị của mình hay không? Nó có đón nhận những cái gì mà mình vỗ tay vỗ chân bên cạnh nó không chư vị? Cho nên mong chư vị hối tình là chú nguyện đọc kinh điều chú rất là tốt, không có gì sai. Nhưng mà đề nghị là phóng trước đi để cho nó thoải mái. Nó thoải mái xong rồi mình đem cái tâm mình đọc kinh đọc chú, đâu đó chú nguyện, gọi là cầu nguyện cho tất cả chúng sanh trong vùng đó, không phân biệt là con nào, để nó được lợi lạc thì tự nhiên cái công đức chúng ta nó cao hơn. Nghe chưa vậy? Chưa vậy nghĩ thử coi là phương pháp của Tịnh Hải này có thấy là nó
tiền hơn không? Nó giúp cho người ta không? Phóng sanh là giúp cho người ta khỏi chết mà làm cho người ta phải chết trong cơn chết tức tối đó. Có nhiều khi nó tức ai đấy, tức cái người nhốt nó phải không chứ vậy? Cẩn thận, vì tức cái người chút đó mà tạo ra một cái nhiều khi ơn thì không có ơn mà cô dân có hờn, có giận còn càng lắm nhé chứ vậy. À gì à, giờ xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cùng những chuyên công đức của thầy Thích Trường Hải. Thật là vô cùng là hoan hỷ và chúng con biết ơn những lời chỉ bày của thầy để chúng con hiểu thấu và chúng con hành nó đúng.